Triển lãm Con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt là hoạt động trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023. Sau 20 ngày thi công, con đường dài 1.300m, chiều rộng 30m đã hoàn thành. 20.000 chậu lúa được người dân Hậu Giang trồng, góp phần phá kỷ lục với con đường. Tại triển lãm, lần đầu tiên mô hình bản đồ Việt Nam được ghép từ giống lúa đặc trưng, đặc sản của 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã được trưng bày giới thiệu. Những giống lúa đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế, chất lượng hạt gạo Việt, một cường quốc về lúa gạo trên thế giới. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng kỷ lục cho không gian triển lãm sắp đặt con đường lúa gạo. Tôi thấy cái đường tham quan lúa gạo đợt này là rất là đẹp, mà ấn tượng nữa. Nó chạy dài tới con sông Sà No này, nó dính liền tới cái vấn đề mà lịch sử nữa. Liên quan mà đến chỗ nào cũng thấy ấn tượng cho các triển lãm từ sơ khai cho đến hiện đại thì mình thấy rằng đó là một cái mà niềm tự hào riêng của Hậu Giang, cũng như là cái tự hào cho cái lúa gạo của Việt Nam mình. Triển lãm Con đường lúa gạo diễn ra từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2024, đưa khách tham quan đến với những khám phá mới mẻ, thú vị trên con đường chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai của nền sản xuất lúa gạo Việt Nam.